Một nhân viên telesale thường làm rất nhiều công việc trong một ngày, từ nhận database, gọi điện thoại tư vấn kịch bản sẵn có cho đến việc trực và nhận điện thoại từ khách hàng. Quá nhiều công việc khiến bạn luôn phải ở lại làm thêm giờ. Áp lực từ cấp trên với những báo cáo kết quả công việc hàng ngày khiến bạn mệt mỏi và stress. Hãy để chúng tôi giải thoát bạn khỏi bế tắc này. Giải pháp Gapfly CM tích hợp tổng đài điện thoại giúp ghi âm lại tất cả log lịch sử cuộc gọi với khách hàng. Bạn chủ động trong việc nghe lại để đánh giá chất lượng các cuộc gọi của telesale. CM tự động thống kê và báo cáo chi tiết các cuộc gọi đến và đi của từng nhân viên mà không cần mất thời gian để báo cáo. Bạn sẽ dễ dàng rà soát khách hàng theo ngày, tháng, năm để xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng tốt hơn. Báo cáo KPI telesale giúp bạn quản lý chính xác từng con số theo phòng ban cụ thể. Chỉ với một cú click, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về kết quả kinh doanh, tỷ lệ chuyển đổi được cập nhật theo thời gian thực. Sử dụng Gapfly CM tích hợp tổng đài sẽ giúp bạn làm việc khoa học hơn, không mất thời gian báo cáo, quản lý công việc theo con số, báo cáo kết quả theo thời gian thực. Còn chần chừ gì nữa, hãy đăng ký ngay form dưới đây để được trải nghiệm giải pháp tuyệt vời này.